Anh già. Còn này sơn màu đẹp đấy. Gãy cọc à? Em bị sao đấy? Em vừa lấy về. À vừa lấy về à? Bao tiền? 1,5 triệu à? Chuông à? Hay là hóa âm? Hóa âm. Nhìn đẹp đấy. Lấy quả này ở đâu ấy? Ở trên Bắc Giang. Bắc Giang à? Ờ, mình mượn xem nào. Đấy các bạn nhìn chưa? Hóa âm. Này là sơn đấy chứ? Sơn xanh đấy chứ? Nếu mà tí nó có gió thì nắp thử quả này vào test nha. Đấy, xem. Đây, xem. Cọc chỗ này nó đệm mấy rồi. Đâu cái này em đệm vào đấy. Đệm vào cho chắc à? Vâng. Nó lọc. Rồi, giờ sẽ lắp con ban man này vào để test quả sáo này cho các bạn xem nhá. Nghe âm ở đây nào cho. Tạm đây. Gió đẹp đấy. Gió được ấy. Gió được ấy. Mặt vẫn phờ phạc. Rượu đấy. Rượu, rượu quật đấy. Rượu quật đấy. Kéo căng là phải thả trước chứ không ạ. Ủa đấy. Chuẩn bị thả đấy. Không có xe đâu. Rồi. Đến đây. Quả này hôm nay là cũng thả để nghe âm thôi. Bên chủ sáo chuyển chuyển đi nhưng mà chưa nghe âm ở bên đấy. Đây này anh lấy quả sáo ở bên Bắc Giang nhưng mà anh chưa nghe hôm nay, bảo nó cũng test âm thương luôn. Nghe luôn nên nắp một cái con Batman của cô em này test âm luôn cho cậu ấy nghe luôn. Nghe gió là yếu nhở? Nó không có gió hay sao ấy nhở? Bỏ mẹ. Trời ơi, mắc vật che là thôi đấy. Lờ, các bạn nhìn kìa. Nhớ, đấy nó cứ. Ôi, chết rồi. Gió dưới thì như thế mà gió trên thì không có này thì. Nghe, bần căng đấy. Đừng lượn. Đấy các bạn nhìn cho nó đang. Chia. Không nhưng mà xuống con này cũng hiền mà, con này xuống hiền lắm. Không. Không gió. Con này là phải chỉnh âm à? Đây có quả trên cùng này là âm nó hơi khác một tí này. Giờ qua Tết Nam nó rảnh và nó chỉnh cho. Chỉnh lại âm sau. Thiếu quả trên cùng rồi đúng không? Con cái không ăn âm với cả hai con gì thứ. Chỉnh lại âm quả này thì mới. Ôi ra Tết thì bảo Lam Vũ chỉnh âm cho. Nhìn thì đẹp đấy. Nhưng mà nghe thì vẫn chưa ổn lắm. Mắc rồi. Thôi, đứt rẽ dây rồi. Thôi đi về. Tưởng thì gió to nhưng mà lại gió to không tưởng. Đi về. Thôi đi về thôi. Thôi ra Tết này, bảo làm nó sửa cho. Giờ trong Tết nó nghỉ rồi. Nhưng mà quả âm nghe vẫn không phê bằng còi nhỉ. Mỗi người một ý thích anh ạ. Thế là anh nghe cái bộ hóa âm của em thế ạ. Mỗi người một ý thích. Quả âm không phê bằng còi. Thế cái bộ còi của Tùng đợt đấy là mất luôn đấy à? Thấy rồi sao anh? Thấy rồi à? Ở đâu? Đây nhà em kìa. Thế là bọn nào lấy? Nó cái em chả biết bọn nào lấy, nó thằng Mượn nó mang lên cho cả. À thế. Chắc chuộc được.
chuộc được, chuộc được, chuộc được. Thế nhưng mà đấy là nó chủ ý nó lấy rồi còn gì nữa, nó vứt diều lại, nó lấy sáo là nó chủ ý rồi còn gì nữa. Chắc trẻ con. Ok các bạn nhá, thôi video tạm dừng nữa các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ để lại một đăng ký nhá. Ấn vào cái nút chuông để nhận được các video mới nhất nhá. Ok, xin chào các bạn. Bye bye. Ôi. Mang luôn mấy cái về. Để rất nhiều việc luôn. Nhiều việc.